Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây cho hơn 1.000 người vay nặng lãi trên khắp địa bàn thành phố. Đường dây này do đối tượng Trương Ngọc Tính sinh năm 1991, quê quán tại tỉnh Vĩnh Long, hộ khẩu thường trú tại số 549 sạc 10, đường Lò Gốm, phường 9, quận 6 cầm đầu, hoạt động bằng hình thức phát tờ rơi, đăng quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, nhắm đến người có thu nhập thấp như là bán hàng rong, bán vé số chạy xe ôm. Thủ tục vay tiền rất đơn giản, người muốn vay tiền chỉ cần chụp hình căn cước hoặc là chứng minh nhân dân và hộ khẩu, số tiền cho vay dưới 10 triệu đồng, lãi suất từ 30 cho đến 40% một tháng. Nếu người vay không trả tiền đúng hạn hoặc là bỏ trốn, các đối tượng sẽ in tờ rơi có nội dung xuyên tạc khủng bố, rải tại nơi làm việc, nơi ở của người vay và gia đình, bạn bè của người vay tiền. Qua xem xét ban đầu, số tài liệu thu giữ xác định nạn nhân của đường dây trên lên đến hơn 1.000 người, trải khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố.